Mới đây, hơn 4.000 sinh viên đến từ các cơ sở phổ thông cao đẳng của FPT Polytechnic trên toàn quốc đã tham gia và cổ vũ sự kiện hội thao Phổ Cao Sports Festival 2024. Hội thao được tổ chức đồng thời tại 3 khu vực Bắc Trung Nam, góp phần thúc đẩy hơn nữa phong trào thể thao, học tập, vui khỏe trong các cơ sở giáo dục đào tạo. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong học sinh, sinh viên không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, thể chất, mà còn góp phần rèn luyện ý chí, nâng cao sức khỏe tinh thần, bản lĩnh. Hội thao Phổ Cao Sports Festival 2024 được tổ chức đồng thời tại 3 miền Bắc, Trung, Nam với tổng số hơn 800 sinh viên tham gia 10 môn thi đấu. Tại khu vực miền Bắc, có sự tham gia của 9 cơ sở gồm Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thanh Hóa và Nghệ An với 400 vận động viên sinh viên. Em chuẩn bị cái hội thao này đã hơn một tháng rồi ạ. Để chuẩn bị cái được này thì em nghĩ các bạn là cần tập luyện nhiều và giữ được cái tâm lý mạnh để có thể thi đấu tốt. Sự kiện hội thao cũng để đánh dấu hành trình 5 năm tham gia vào giáo dục nghề nghiệp, góp phần định hướng, phân luồng sau trung học cơ sở của hệ thống giáo dục FPT Polytechnic. Thông qua hội thao, nhà trường muốn truyền thêm lửa nỗ lực cho các sinh viên đang lựa chọn con đường học tập giáo dục nghề nghiệp với phương châm học nhanh, làm sớm. Em cảm thấy ngày hôm nay rất là vui, bọn em đã chuẩn bị từ rất là lâu, bọn em đã tập luyện cùng với nhau rất là hồi hộp và rất là mong chờ là mình có thể chiến thắng trong cuộc thi lần này để mang giải về cho cơ sở Hà Nam ạ. Cũng rất là mong là sau này thì phổ thông cao đẳng FPT có thể mở ra nhiều sự kiện hơn, giúp bọn em có thể tiếp thu lên nhiều kiến thức hơn và tiếp thu thêm nhiều bài học hơn sau mỗi lần mà tham gia các chương trình ngoại khóa. Chúng tôi sẽ tổ chức những cái hội thao để thứ nhất là có cái sự ghi nhận những cái quá trình hình thành cũng như phát triển của đơn vị. Và bên cạnh đó thì đây cũng là cái dịp mà để các bạn sinh viên có thể kết nối, có thể rèn luyện cái tinh thần thể dục thể thao, cũng như là một cái cơ hội để các bạn có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau. Và thông thường thì qua cái hoạt động này thì cũng là cái sự giúp các bạn sinh viên trong các cơ sở có thể gắn kết với nhau. Đây là hoạt động thể dục thể thao góp phần không nhỏ vào sự đổi mới của giáo dục, cổ vũ tinh thần học tập của các em học sinh, sinh viên khối giáo dục nghề nghiệp, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phân luồng học sinh sau trung học cơ sở theo quyết định năm 22 của Thủ tướng Chính phủ. Mới đây tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024. Buổi lễ diễn ra trọng thể có đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni, Phật tử tham dự. Phát biểu tại đại lễ, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni tín đồ, đồng thời mong muốn tăng ni cư sĩ Phật tử phát huy tốt hơn nữa truyền thống tốt đẹp, giá trị nhân văn sâu sắc của đạo Phật, đoàn kết kiến tạo thế giới hòa bình, an lạc, đúng như tinh thần thông điệp đại lễ Phật đản của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành phố Cần Thơ hiện có 153 cơ sở tự viện với 662 tăng ni. Trong thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã tích cực đồng hành cùng dân tộc, không ngừng củng cố phát triển về mọi mặt, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng quê hương, đất nước thịnh vượng. Với mục đích tạo điều kiện cho các em học sinh yêu thích văn học phát huy tối đa khả năng của bản thân, truyền ngọn lửa đam mê con chữ đến mọi người, tiếp nối thành công của các hoạt động giao lưu tọa đàm trước, mới đây tại Hà Nội, Câu lạc bộ Văn học Trường Trung học Phổ thông Chuyên Sư Phạm đã tổ chức buổi tọa đàm Văn học và Nghệ thuật với tên gọi Dạ Huyền. Tọa đàm Văn học và Nghệ thuật Dạ Huyền là sự kiện lớn nhất và cũng là cuối cùng trong chuỗi sự kiện thường niên được tổ chức bởi Câu lạc bộ Văn học Trường Trung học Phổ thông Chuyên Sư Phạm. Năm nay, tọa đàm lấy chủ đề là Con người trong văn học Việt Nam sau năm 1986, cùng với sự góp mặt của hai diễn giả chuyên môn, nhà phê bình văn học Mai Anh Tuấn cùng nhà văn Hiền Trang. Chương trình đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm học sinh, sinh viên và độc giả yêu văn chương trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đúng với ý nghĩa của Lead Wonders là chúng em luôn luôn muốn phải lưu giữ được các kỳ quan văn hóa và các trầm tích văn hóa. Và năm nay thì chúng em tổ chức ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một không gian lưu giữ văn hóa của dân tộc. Em tin rằng là sự kiện qua các năm đã có quy mô lớn hơn vì các bạn học sinh luôn luôn chung tay và tạo dựng những sự kiện tốt đẹp hơn cho cộng đồng ạ.
Chương trình năm nay mong muốn lan tỏa những ý niệm đẹp đẽ về văn chương, đồng thời giúp các thế hệ trẻ ý thức hơn trong hành trình hoàn thiện chính mình, vươn tới những giá trị tốt đẹp và nhân văn.